Xin chào tất cả đại gia đình. Lời đầu tiên Nguyên Thảo xin gửi lời đến tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và hạnh phúc. Hôm nay là ngày rằm tháng 7 của năm 2021. Daddy và các bé giờ chuẩn bị đi qua chùa cúng chùa. Hôm nay cho các bé theo qua chùa. Đi con. Chị Chê đứng lên đi con. Đi con giỏi, giỏi quá chừng à. Đi ra đây con. Rồi chờ chờ đi giày đấy nha, chờ đây đi giày nha con. Ôi dễ thương quá chừng à. Rồi ngồi xuống chờ đây đi, mà đi giày vô rồi đi con, ngồi xuống. À, đây là Eva. Eva đó quý vị, mặt rất là dễ thương. Ở đây là bé Cutie. Đứng lên đi con, đi ra ngoài này con. Các bé dễ thương lắm nè quý vị. À, các bé đang chờ ba các bé ra xe, mở cửa xe. Eva xinh gái lắm nè. Con gái Eva. Cutie cũng dễ thương lắm nè. Anh Lucky anh nôn nao rồi đi mà nôn nao mà là vòng vòng à. Đứng ngồi không yên luôn. Ê, Lucky đâu? Chờ chút con, chờ đây đi khóa cửa nhà đó chứ. Chê áo à, đồ lính hả? À? Chị ngồi lên mommy coi coi. Giỏi vậy đó hả? Từ từ mommy cho xuống. Đây nhấc nhấc cái chuồng nó xuống cũng được, hồi bé cũng được tùy. Bé đi. À, từ hôm nay ở đằng trước này chán nhựa đường đó quý vị, làm lại cho nên là mình thấy sỏi đá không mà mình cho các bé không có cho các bé chạy xuống sợ đau chân, bế ra. Chú đi vui không con? Đi qua chùa chơi ha. Thăm sư bà ha. Cái đi vô con. Cái từ từ con. Thấy không biết thầy tới rồi. Đấy, chị là Phật. Nguyễn Nhật. Lại đây, lại đây. Giữ cửa cho sư kìa. Chị là Phật, lại đây. Đi mà. Em chị à. Chê đâu, chị chê. Em à. Đi đây con. Lấy kì qua đây con. Qua đây con. Lấy sư bà kìa. Tới đây, tới đây. Chị chê. Nghe con. Chị chê. Chị chê. Đi nha. Đây vô. Đây. Vô đi con. Đây đây. Chị chê vô đây con. Đây con. Chị chê nó biết lạ. Chị chê biết lạ. Không. Chị chê. Sẽ theo đây đi. Hôm nay con mang nấm qua cúng chùa. Dạ, với lại rau ăn bún riêu. Rau kinh giới. Để con. Về. Tới đây. Biết rồi. Trời. Vô lăn lộn. Mát quá ha, sướng quá ha. Eva sướng quá ha, Eva được anh bế sướng quá ha. Trời ơi, đẹp gái thế. Đẹp gái quá ha.
nó nhìn trời như con gái vậy. Dạ đây sư đang ép đậu nành. À cái này không phải là đậu nành, này là gì sư hả? Bò lát chay, bò lát chay ép để nấu bún bò để ngày mai á, là ở bên đây bên chùa Hồng Ân là có làm lễ Vu Lan 2021 đó quý vị. Nhất tâm
Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai. Thân căn giới đời thừa khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây A Di Đà Như Lai. Phân hóa đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây giáo hành lý ba kinh tôn nói bài y chánh khắp pháp giới tôn pháp. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát Thân Tử Kim Muôn Ức Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát Thần Chỉ Sáng Vô Biệt Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An Lạc Phương Tây Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Thân Hai Nghiêm Phước Chi Khắp Pháp Giới Thanh Chung. Phát nguyện đảnh lễ Phật A Di Đà cầu vãng sanh cực lạc quốc. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà, có
sinh phán nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung không tham đắm ngũ dục. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung tâm niệm Phật Di Đà. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung xả ly ta bà khổ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung thân nguyện về tịnh độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung con thấy kim thân Phật. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung Phật phóng quang nhiễm độ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, cho đến lúc lâm chung liên hoa con hóa sân. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ hoa nở tâm khai ngộ. Kính lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lạy Phật Di Đà,
pháp giới bản thân A Di Đà Phật. Nam mô pháp giới bản thân.